đúng kiểu tập thì ít mà ăn uống thì nhiều, mà ăn uống có hội có thuyền luôn nha mọi người, mang ra phòng tập gym để mà uống luôn á. Và có bí quyết cả nhưng cả nhà, đó là vừa luyện tập thể dục thể thao nè, và kết hợp uống sa phông nhị hoa nghệ tây nữa, thì vừa đào thải độc tố, giảm cái lượng cholesterol trong cơ thể, làm đẹp dáng đẹp da, thanh lọc cơ thể nữa nè. Theo đúng kiểu tập để ăn ngon luôn đó mọi người.